Câu hỏi của Nguyễn Đình Vương. Con là Phật tử tại gia, thi thoảng có uống chút rượu bia, nhưng không uống đến mức bị say mềm. Vậy con có phạm giới hay không? Chiếu theo năm điều đạo đức, tức là giới Đức Phật giới cho cư sĩ nam, cư sĩ nữ đó, thì việc uống rượu, bia, ma túy và các chất gây say, dầu, luật pháp cho phép, vẫn được xem là vi phạm điều đạo đức thứ năm, tức là chưa thực hiện trọn vẹn. Giữa cái vi phạm giới và cái tội lỗi về phương diện luật pháp và nhân quả đó, dầu có liên hệ nhưng mà nó không phải nhất thiết nó phải là giao. Đặc biệt là đối với giới thứ năm, đó là không uống rượu bia và ma túy. Thì có một số người sau khi tiêu thụ rượu bia đó, không quậy phá, không thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, không hiếp dâm, phạm pháp, giết người, họ ngủ thôi. Tức là thói quen của họ rất là tốt. Còn một số khác đó thì mất kiểm soát, rượu vào lề xa, và thậm chí là vi phạm luật pháp như tiêu trên. Cho nên sau khi uống rượu, về bản chất là chúng ta phạm rồi. Còn cái tình trạng phạm này đó, dù nó không có sai mềm nhưng mà nó không có tội, hả quý vị? Cho đến lúc nào đó, từ cái tình trạng say rượu, mất kiểm soát, dẫn đến giết người hay là làm thương tật người từ 13% trở lên, nó đủ tiêu chuẩn để khởi tố, thì lúc đó đó, người đó được xem là người có tội, và tội này có nguyên nhân từ việc say rượu mà ra. Nên hiểu rõ về phương diện nhân quả thì chúng ta cố gắng nỗ lực làm tốt, thực tập tốt năm điều đạo đức Phật dạy, bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói chân thật, nói hòa hợp, nói lịch sự, nói hữu ích, và không rượu, ma túy, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho người thân và phụng sự cho đời. Thì có được như thế đó thì chúng ta sẽ phát huy được những cái mặt tích cực, chứ đừng viện dẫn lý do vì giao tiếp khách hàng, vì mình là đàn ông, vì không muốn mất bạn bè người thân, cho nên đành phải uống rượu, miễn không uống say là được. Đó chỉ là cái lời biện hộ thôi. Còn theo Phật giáo, đưa Đức Phật giảng dạy trong giới luật đó, thì là Phật tử chúng ta tuyệt đối không nên uống rượu, dầu uống chưa đến độ là sai. Ngày nay thì có các loại rượu thuốc, nhất là sứ lạnh, thì việc uống 1-2 cốc rượu sẽ làm cho chúng ta ấm cơ thể và chống lại cái cơ lạnh. Thì những trường hợp đó, hoặc là uống thuốc, uống rượu như là một loại thuốc để điều trị bệnh, bao gồm là rượu tỏi hay là rượu thuốc, v.v. thì cái đó vẫn có thể được chấp nhận.